Ngày kia, sau vốn cùng chờ đợi, hy vọng, sám hối ăn năn, giờ đây, chúng con sẵn sàng mở rộng tâm hồn mình để đón Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thấm nồng một tình yêu mến. Xin Chúa thánh hóa để chúng con không oán hờn, ghen ghét, luôn quảng đại tha thứ, luôn yêu thương phục vụ, để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời. Lạy Chúa, xin Chúa đến đem hạnh phúc, đem ơn cứu rỗi cho mỗi người chúng con. Giờ đây, kính mời cộng đoàn đứng và cùng hát bài để Chúa đến. Thank you.
giao hòa, đem của niềm vui và ơn cứu độ cho con người. Vì tình yêu mà Ngài đã xuống thế làm người và ở giữa chúng ta, để chúng ta cảm nhận và sống trong tình yêu của Ngài. Ngày nay, Đấng cứu tinh nhân loại vẫn đang sinh ra nơi thế giới, vẫn đang sinh ra nơi tâm hồn của tình người. Màu nhiệm con Thiên Chúa giáng sinh làm người vẫn đang hiện thực, đang sống động giữa nhân loại. Chúa giáng sinh nơi hang đá Bethlehem năm xưa, thì đêm nay người cũng đang hiện diện nơi các máng cỏ, đang sinh ra nơi những tâm hồn bé nhỏ khiêm nhu, nơi tâm hồn của những con người biết kiến tạo hòa bình, nơi tâm hồn của những người thành tâm thiện chí. Vâng, Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Giờ đây, xin mời cộng đoàn ngược dòng lịch sử đến tận cùng thuở ban đầu của buổi khai thiên lập địa để chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa. Ta đã ban cho con ngàn hồng
khi tuyên án phạt cho nguyên tội, Thiên Chúa đã hứa ban đến cứu thế cho trần gian. Xin lỗi,
không cho chúng tôi trở về qua đêm. Ở đây hết chỗ rồi, đi chỗ khác mà tìm đi. Hai người này tiếp tục lẻ bước tới một quán trọ khác. Bạn ơi, cho chúng tôi trở về được không? Nhà tôi hết chỗ rồi, mời ông qua nhà khác. Cho chúng tôi ở một chỗ nào đó cũng được, nhưng là nhà tôi không đủ sức nữa. Đi đi, không có chỗ nào cả. Chúng tôi không có chỗ cho ông bà đâu, đi chỗ khác mà tìm. Giữa vân vân với lòng thầm vây quanh, mọi người đều tốn tình. Du Sơ và Maria đành phải tìm đến hai bờ lờ giữa cánh đồng hoang vắng. Và chính nơi đây, Tôn Thiên Chúa được hạ sinh. Như người đã làm người và ở giữa chúng ta, nào ta hãy cùng nhau hòa vang khúc hát với các thiên thần mừng ngôi hai Thiên Chúa giáng trần. Thank you.
phụ đến giáng thế, không chỉ được thông báo và đón nhận tại đất nước Israel nhỏ bé, ánh sáng vinh quang của người còn được chiếu tỏa đi khắp nơi. Ở tận phương đông xa xôi, ánh sao lạ đã thu hút sự chú ý của bao nhà chiêm tinh học, hay còn gọi là ba vương. Ánh sao này đã rọi ngay vào tim của họ. Họ đang thổn thức, khao khát tìm sự công chính. Và thế, họ liền lên đường với đầy đủ lễ vật, theo ánh sao đến thờ lại Thiên Chúa giáng trần. Một niềm vui thánh thiện, nồng nàn, vì chúng ta đã thật sự cảm nhận được thế nào tình yêu Thiên Chúa ở cùng chúng ta, thế nào là Giê-xu cứu thế, thế nào là Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một mình, để ai tin vào con người, khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Đêm hồng phúc khơi gợi nguồn cảm hứng bất tận của tình yêu, là nên những tình ca, những giai điệu âm nhạc bất hủ trên toàn thế giới. Về đây, thiếu nhi giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam Colorado Springs cùng hòa chung niềm vui ấy với toàn thế giới, như tâm tình của chúng con dâng lên Chúa hài đồng trong mùa Giáng sinh này.